Xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay là mình và Chun Quỳnh và Cu Đen đang cộng thêm thằng Mắc Khùng đang đi ở khu úi, nó đuổi con gì mà cứ rầm 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 ấy. Úi úi giời. Đấy mọi người nhìn thằng Khùng này. Mắc nó đang đi tìm gì cả đó. Xong đấy mình cứ đi dần dần đi. cái gì này, cái dương sỉ không đất mọi người, chưa bệnh gì chơi cái trò này với đen cái này cứ rút một cắt một ngắt một cái ngọt nhét vào đấy không biết ở chỗ nào luôn. Út lần đi con, tìm đi em có gì em. Đây mọi người này, đấy, thằng Khùng cho Khùng đi là cứ có mồi ngon, cứ cho Khùng đi là có mồi ngon. Ở đây có con gì nó đâu? Đào bãi như thế nào? Ừ. Ngửi gì con? Ngửi đi. Ở đây xung quanh này toàn le không? Úi giời. Úi giời. Bố nhà ông. Đi về này quẹ. Kia mà như kiểu mà ông bù lỗ rồi bố nhỉ. Hả? Con Mắc đang dài. Nhanh như con ông đốt chết mẹ mất. Mắc ơi! Ông vừa phải chết! Mắc ơi! Không phải. Không phải á? Không phải. Ma này là ma đéo gì? Hả? Ủa xong hay mà? Mắc. Út người đi. Xem nó có gì. Chồng. Ông có giờ nấp mà không? Không, ông không nấp đỗ đâu. Mà thôi nó khô nó vẫn làm tổ là làm đi làm mình không mà. Cái này cũng mới à? Xem nào. Kiểm tra xem. Đi sao? Đấy thì nó đánh hơi. Ông chị này không có bùn lỗ không? Dĩ hẳn đây rồi. Chạy, xem nó như nào. Từ từ đem để em xem nó kiểm tra ở dưới đống này xem. Nó hít đấy, nó hít được đấy. Sâu nhỉ. Con này hít suýt sâu rồi. Xuyên đất. Sao nó hít không trời. Đúng. Nó lỗ đéo đâu. Nó mới rộng ra. Ui, con này nó ngửi khắp nơi, à con này đi khắp nơi à? Ê, làm gì có mà, làm gì có gì đâu. Thế thôi, thịt mà. Mẹ thôi sao? Hay đóng mà rồi. Không có đâu, không nhà đâu. Ừ? Ui à. Ui giời, nó hít. Mọi người thấy nó hít. Ui à. Đặc xịt. Ủa đây có lỗ kìa. Kìa đấy. Kìa. Thấy lỗ rồi. Đây. Có gì đó. Úi giời. Bây giờ mọi người thấy thằng Mắc bây giờ nó to kinh khủng nhỉ. Úi giời nó đào. Úi giời mọi người. Bén bén nó ra để xem nó đào. Nó đào. Đấy. Đút vẽ đầu vào rồi. Có lỗ rồi. Lỗ to rồi. Lỗ to rồi. Có hàng chứ. Theo con gì ấy con? Hả? Ui, anh ấy bới này. Ừ. Có lỗ không?
xem cái lỗ trên này, lỗ trên này có mà đây. À, đất động đại kia. Đấy. Đất động đại đây. Ô. Đấy. Đó. Ô. Ôi, lúc nó chùa. Anh cho mình có hai rồi. Oa. Má, sợ mắc người sao? Cái thông thiên nhau nhỉ? Đấy là có thằng hơn đang đỏ trên đấy. Thằng bố đang gỗ không á. Ui giời, nó đào mọi người này. Nó đào thành cái lỗ to tướng này. Nó đào lỗ sâu hóm. Mệt thôi. Bình tĩnh con, bình tĩnh đào. Nó đào. Úi giời, nó đào mọi người. Đào thẳng xuống xem nó là lỗ gì ạ mọi người. Mọi người mắc cái da xem lỗ đéo gì ấy. Úi 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 sầu lắm chứ. Úi giời bới kinh, mọi người thấy mắc à. Úi giời úi giời bắn các cái bố thăm thử có con gì ấy. À đây bạn nhìn thấy rồi quý ơi, kia chuột 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 kia đây, kia đây. Hơi tối, hơi tối để nó bới lúc nào cả thấy ngay mà. Thôi mắc ơi, thôi 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 đi ra ngoài đi. Ra ngoài đi để bố tìm xem con gì không. Nó này. Mày cắn chết. Đi ra ngoài. Ui cái mặt đó này mọi người này. Đây bố quẩy đây. Này. Này. Chồng. Mọi người nhìn cái mắt thằng khùng. Đầu toàn đất. Ra đây nghỉ tí. Đi. Ướt hết cả người. Ôi. Sáng lại nắm đất. Đây là ai? Nguyễn. Thấy không? Thấy không? Thấy không? Đây. Mọi người. Tao tao nhìn thấy bóng rồi đây. Đấy, cái gà mọi người nhìn chưa? Đào làm ra đi em. Thôi mắc. Thôi. Bố thôi mà. Được. Đào ấy ra con. Đào trên này á? Ừ, đào phân rộng ra để xem là cái như nào lại này. Thôi con mắc này. Thôi. Đi ra ngoài đi. Để bố làm. Đi, ra đây. Mắc. Ra ngoài. Nghỉ đi. Ôi! Tao đố mà gọi nó đi ấy. Giờ nó đang ham mồi là đố gọi rồi. Nó chỉ có đứng đây thì nó đứng rồi, chứ còn nếu mà rủ đi hơi khó. Đấy mở rộng nó xem. Trên kia có lỗ vừa có cái con gì động động rồi. Ôi anh ơi. Hai bọn này đào cái cỏ xanh. Đào thẳng vào quá. Đào ăn bãi cỏ danh vừa lẫy bên kia kìa. Đấy, gặt đất á. Đào cái u bên này đi, đấy. Mưa con nữa. Đào cỏ. Nóng lắm, ăn nước. Bữa này có nước liên tục cơ, nhỉ. Nào cũng căng. Ôi, thấy chưa? Đây là ai? Bẹo rồi. Rúi rúi rồi quỷ ạ. Rúi rúi. Ra ra ra. Ra đi. Rúi. Rúi. Mũi ghê mũi rúi. Mũi hồng rực. Gần đen ấy hết cái đất ở ngoài đầu gối con ra. Xuống. Mũi chuột nó loạn đúng không? Chuột nó khác. Quần hắn đào. Đào hẳn ấy sâu xuống. Ấy cái đầu đất. Ừ. Đào cái nền lên đó. Đào cái hất mạnh ra ngoài. Không hiểu à. Con trên. Bới bới cái lỗ trên mày, bới lỗ trên xem mắc đánh hơi ra. Ô. Mày nhìn thấy cái mũi. Gạt đất đây con. Đây là đất đây con. Thằng này nó lại ra đây nó đào rồi. Ừ, ngọt rồi. Ngọt nước rồi. Ui. Thôi đừng con, đừng ngồi kìa đấy. Mắc có phi xuống mất tẩn luôn đấy. Đây rồi. Mọi người ơi, đây đây đây. Bố giúp. À. Đấy. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi thằng này.
Mấy sức. Ôi kìa, kìa kìa kìa. Mấy sức, mấy sức. Ôi sao, ôi sao. Sao đớp vào đây rồi? À cái mũi nó ở đây. Đâu? Ngay đây này. Ngay đây. Đấy, ngay cái sau cái lớp đấy mỏng hơn. Nó vừa thỏa ra cắn mắt hay sao? Đấy, đấy, đấy. À nó đủ đất. Ê, nó đủ đất đâu ạ? Ê. Nó đùn đất ra đây à? Ấy, hai con được kìa, đấy. Tôi quấy, không phải vừa đâu. Đấy, ông cãi nhảy đây rồi. Ui à. Mẹ. Mọi người nhìn này. Úi giời. Úi giời, kinh. Thì rằng đi, rồi đang cuột bố nhỉ. À, mọi người nghe nó dẫy. Có gì à? Úi. Thả nó ra. Úi giời, úi giời, úi giời. Để mắt ra mày lấy cái bao đi. Thôi đây là bố bắt rồi, để sống về còn bán kiếm đồng con nhá. Mày cắn chết thì lấy cái gì mà ăn nhỉ? Không được gì. Đây em. Ôi kia nó giật mình đó. Đây mọi người này. Đấy. Mắt khủng. Đây con. Đây. Đào cái lỗ này đi quý. Mở ngay đấy đấy. Mở ra kia. Mở ơi. Đào đi. Mọi người đấy thằng khổ. Ui giời, ui giời, nó bới. Ui cái. Nó đủ đất ra. Ôi đây rồi. Ui cái, ui cái. Ui cái. Còn đớp nhanh thế, lấy gì ra ăn mà con. Làm gì có tiền mua gà. Đây này, đem giữ lại, giữ mang lại đi. Thôi, thôi. À đây, ui cái con này. Đây mọi người. Đây. Mọi người. Con này vào sau không vậy? Ừ. Con này đào lỗ sau quỳ ạ, mới được một đoạn thôi. Úi, kinh nha. Đào sâu này hết ra cho mọi người xem. Ê, đám này cứng nha. Ngọt nước rồi. Nào mặc đôi. Ôi con. Thằng đen cứ bỏ đây. Bảo thôi rồi thôi chứ. Tìm được mồi là được rồi. Tí về bố cho mày ăn một mình ba con gà. Sao mà. Úi. Gà ai? Ui, mẹ con này hùng thế. Tôi chết. Cái gì này là cái rúi giả cây. Bày mõ. Rúi là rúi, mẹ còn rúi thì giả cây đấy. Rúi còn ngon hơn cây. Mày ra. Ui. Mày ra. Con chó này, con chó này. Nhìn mọi người nhìn cái mồm nó này. Xúc cái phần dưới. Ui, nó phì. Đấy. Mọi người biết là thằng Mắc Khủng rất là thèm. Quỳnh hất đất đây bố, Quỳnh hất đất ở mắt mặt đây. Nhưng mà nó kiềm chế lắm ấy. Quỳnh ra. Ui dạ. Này nó đớp à. Đớp luôn. Này đớp. Này đớp đi. Mẹ như hổ mang này á. Này đớp đi. Kìa kìa kìa, ui ơi. Mải ra ngoài nào đấy. Con nào ra chứ. Mẹ ơi, con chó này. Ui, mẹ con làm bên trong cho nổ không vậy ạ? Cho mồm nó bé nhỉ. Ui nhỉ. Gắn một phát gì đi luôn đấy. Cái răng này ghê. Ui, hai cái răng nó mài vào nhau. Đi khắc khắc khắc. À, mày đuổi tao á? Mày đuổi như hổ mang thế á? Mày giữ thế á? Tao đã lượm
Ui, cắn thuộc rồi. Ui, cắn thẳng vào thuộc luôn. Thế chỗ này. Hết tầm chưa? Quá tiền. Hết tầm chưa? Rồi anh mất tiền. Cắn tay đấy. Mọi người nhìn thấy mắt thái độ đó rất là đang thèm thuồng nhưng mà không sao được, bố không cho mắt. Nói chung là mọi người, bởi vì là mắc ấy, thì kiểu gì nó cắn, nó sẽ cắn bọn này đấy, nhưng mà vì là mình không cho nó cắn, để về anh em thì đi làm đôi khi có tí thu nhập, nó không nôi ra đâu quý ạ. Thuật chiêu của chó cắn chuột với cắn cắn mèo nhỉ. Cái gì ấy? Đớp à? Ôi trời sao? Mắc! Ôi! Ôi! Cái gì vậy? Cầm cầm này tao bắt cho. Nó cắn phọt máu chưa? Ô hô! Đừng đùa. Đấy mọi người, nó tuy rồi ấy kìa. Mất một miếng ngay. Mất miếng luôn. Ô hô! Đừng có ấy cái bọn này. Đứa Quỳnh tuổi gì? Này răng bọn này không? Còn giữ mày thích kìa. Thì ra chứ Quỳnh trăm ngàn. Mẹ con này giữ. Ui giời. Cắn mẹ vào thuộc. Ui đớp ngược lên rồi đó. Đấy là phát đấy vừa làm vối rồi đấy. Úi giời. Úi giời. Còn dãy kinh hơn con kia nhiều. Cảm giác nó nhanh rồi. Con này bé hơn không ạ? Ôi nhưng mà đánh giá nhỉ. Kinh nhỉ. Mọi người nhìn này. Úi giời. Từ từ. Đuôi đi, đuôi đi, đuôi đi. Không. À, mẹ thằng này thằng đực không ạ? À, mọi người nhìn này. Nó rất là hung dữ nhá. Thế thôi. Mặc ai? Bây giờ bố cho cắn thì mới được cắn. Cắn với bao kìa. À, anh em mình đã làm được 2 con nhưng mà rất tiếc là Quỳnh đã bị sơ sẩy. Đã bị đó. Xem con này con đực con cắn. À, con này con cái kìa. Con này con cái. Cái, đúng rồi. Con kia mới là con đực. Đúng cái rồi. Đây mọi người. Đấy, anh em mình đã được 2 con mọi người nhé. À. Ui giời. Ui, đánh nhau. Thế đánh nhau chưa? Thôi mọi người nhá. Thì anh em mình sẽ kết thúc video ở đây thôi mọi người. Đấy, mấy anh em mình đi đào chỗ này được 2 con thú rồi. Anh em mình sẽ di chuyển nơi khác để kiếm mồi nhé mọi người nhá. Mọi người xem video thì nhớ like đến cái kênh ủng hộ mình cũng như ủng hộ cho toàn thể anh em trong team Sa Pa ẩm thực vùng cao nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Tất cả mọi người nhá. Đi về đi.